Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay cửa hàng mới về được một lô máy cơ xích nhập bãi Khai Xuân, lô máy đầu tiên trong năm 2021. Thật sự thì cả gần 2 tháng nay thì hàng nó không có cho công, không cho suất đấy. Đâm ra là bên em không có về được hàng ha. Thì hiện tại thì về được khoảng 80 con máy, thì gồm có mấy con cắt cỏ, rồi đa phần là cưa là nhiều. Cưa thì có cưa tay cụt khá là nhiều nhá, đống này tay cụt tay dài khá là nhiều. Và những một số hệ mà đặc biệt là hôm nay không có một con Estin nào, rất là tiếc. Trong lô ngày hôm nay thì không có hệ Estin. Đó. Thì toàn những cưa mini sử dụng cho gia đình cắt cành rong cành thôi, đa phần là nhiều tay cụt. Và mấy hệ nòng đứng nòng dài Ryobi thì hàng top hệ Hashinaway hay là Makita. Đó là những cái top hệ mà hôm nay mới cập tập đến cả cửa hàng đó. Hashinaway, Makita, Echo. Đó, thì em sẽ quay chi tiết sơ sơ cho mọi người coi. Quý khách hàng nào có nhu cầu mua bất kỳ một con máy nào thì đặt cọc trước một ít tiền để cho địa chỉ về bên em ship hàng. Và số lượng máy nó về như thế này thì cửa hàng thì có không thể nào phục vụ dọn vèo vèo ngay xong hết cho anh em được. Thế nên là anh em nào cần con máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp. Nếu mà mình thích cái hiệu Echo hay vụ giá tầm triệu mấy như thế này thì anh em cứ nhắn tin hỏi cây nó ABC rồi đó, cần tầm triệu mấy thì bên em sẽ dọn đổ cho con đó và test quay video cho anh em thích thì đặt cọc để bên em xếp hàng thôi. Đó, thủ tục nó mua bán nó rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi em sẽ quay cho anh em những cái con mà hệ hôm nay VIP cũng như bình thường ha. Ở đây thì những con hệ này thì hệ là tay cụt nhưng mà giá bình dân này, 35cc nhưng giá bình dân. Thì thường thường như mấy con này em bán thì tầm triệu 7 thôi, triệu 7, triệu 6, triệu 7 gì đó. Giá bình dân như vậy, tầm đó. Rồi những cái hệ này thì sẽ cao tiền hơn một chút vì nó là đời mới. Đây, đời mới ha. Đấy. Và đặc biệt con này thì đẳng cấp hơn nữa này. Đây là có những con đẳng cấp này. Rabbit, hàng này là Makita, tay cụt siêu, siêu nhẹ. Nó chưa phải là nhẹ nhất, nhưng mà trong lô ngày này có con này là nhẹ nhất này. Đó. Con này là nhẹ nhất, máy cưa xích nhẹ nhất, anh em thấy không? Hai con này này, mẫu này là Makita vẫn to hơn, mẫu này nhẹ nhất nhưng mà nó lại lực nhất. Con này thì 23cc thôi, nhưng mà con này tới 25cc. Đó, 2025 25cc. Đời mới, con này thì siêu siêu mini, bao VIP luôn. Làm là tình đẹp. Đó. Còn con này thì đẹp như chín nút như mấy thùng luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp. Đó, con này thì hàng hiếm rồi, lâu lâu về con Buji sáng bóc luôn. Đó. Trợ lực nhá, con Makita đó, nó giống như Makita 230T ấy, như là con là hiệu Rabbit đời mới nhất. Nên là nó vậy ha. Đó là những hệ tốt hệ. Đây hệ nữa anh em. Đó, trợ lực đời mới này, Maru Yamaha con này mạnh lắm. 31cc mà nó đầm. Rồi những con này Echo giá mình giá cũng hệ tốt hệ luôn, Echo GC31 này. Đấy, ở đây cũng khá là nhiều. Đó, con trợ lực này. Makita trợ lực này đó. Hệ đây giá này thì là bình dân hơn này. Cái này thì giá nó sẽ bình dân hơn, triệu mấy thôi. Đó. Đây G này, G250 này. Đấy, hệ này thì VIP hơn nữa rồi. Còn hệ VIP không? Lâu này thì VIP nhiều lắm. Đây. Tanaka BMS 290, đó, giá bình dân. Ở đây, thêm cây nữa giá bình dân nha, hai cây này giá bình dân nhé, 330, 33cc. Đó, giá bình dân cho anh em. Ở trên đây một tí thì có những hiệu Ryobi. Đó, Ryobi. Đây, giá bình dân hơn chút ha, con này ha, 29A. Đây, đời mới này, 3035, 35cc luôn. Đấy, giống như có con green màu khác thôi. Sang bên này thì có mấy con hệ tay cụt nhá, tay dài nhá. G này, giá cũng bình dân nha anh em luôn. Có một cái con Ryobi này hơi sát chát tiền tí là vì nó là lốc mục, mụ cao tiền. Đó, mấy hệ tay dài này giá bình dân ha. Đây có con khá lớn này, top so này, sun xoét mạnh lắm. Lên tới 36cc nhá. 364114, 36cc. G là Zenot này. Ở đây là con Humbelic này, Humbelic mủ này, con này ngon lắm. Humbelic này. Con này nó mạnh như con trâu. Con là xích khá đẹp ha. Mỹ, mấy Mỹ. Rồi, Tanaka này, BMS này, 352, 35cc, ngon lắm. Zone set thủy điển luôn. Rồi, qua đây thì có những cái dòng tay dài. Ồ, con này mới như mấy thùng luôn nha. Tem, tủng, trắng bóc luôn. Mấy thùng luôn. Đồ, má ơi. Mới. Ông qua vừa mở con này mới chín nút luôn này nhỉ. Đấy, đây nữa này. 3300 toàn hệ hệ không? Đấy, Hitachi này. Đó, đây.
đó, mấy mẫu tay dài nó ngang sàng sàng nhau đây. 3100 Echo toàn hàng hệ này, 3003 luôn, số lớn ghê. Đấy. Rồi qua đây thì có con Echo 391 đi khai thác, dòng này đi khai thác. À, con này cũng vậy luôn, 401 40cc đi khai thác khá đẹp nhá, lì lắm, mấy con này cắt lì lắm. Rồi thêm em thổi lá nữa, lá Echo, con này nổ nhanh, con này tiếng gài vô là được. Rồi, lá Echo. Đấy. Ở đây là 2035S này, đấy toàn hàng hệ, hàng này hiếm lắm, lâu lâu về con Sinaway luôn, hiệu này Sinaway hết. Đây Makita này, khai thác này 43cc này. Đó. Mướt mát đẹp. Đây 2035S luôn. Makita luôn này, con này cũng đá đẹp nhá. 3201M. Đẹp luôn. Hàng này cũng hệ luôn này, 3800 38cc khai thác được luôn. Cắt như trâu luôn. Bền lắm. Đó Sinaway. G này 3401 thì là 3201 này, à, chất luôn. Và qua này thì có hệ tiếp 3611 này. Đấy. Rồi đây là Genot, ủa mấy hàng hệ này thì bao VIP luôn, hàng hệ này anh em chơi gia đình thì bao bền luôn. Đây. Trợ lực nhé, tất cả trợ lực luôn. Con này không có trợ lực. Đó, này không có trợ lực Ruby, Ruby 336 này. Đấy toàn hàng hệ đẹp chưa? Long lanh lồng lộn luôn. Ở qua đây cũng VIP luôn này, Sinaway, xin gia đình mấy dòng hệ này bao bề luôn. 5556 đồng quốc hết. 352 đó. Đó là một lô máy ngày hôm nay. À, hôm qua bên này thì có TH nha. TH34 đẹp như mấy thùng luôn. Đây, ốc ác 7 màu đẹp lắm, số sang con này. Đây nổ luôn được quá. Đó, nổ luôn. Em như cho thở nha. Mới quá, mà sao nó không nổ đâu. Đấy, mới kén xe bèn luôn, nhìn theo. Đó. Ra bắn luôn hoàng. Đẹp ghê thật, như mấy thùng đó. À, một F-Tin. F-Tin 55 nó mới như mấy thùng luôn. Đó, đây nó đổ xăng sẵn rồi. Trợ lực luôn. Nổ luôn. Tay lái này chịu sò chứ. Này là có kim chỉnh đàng hoàng luôn, bao ngon luôn. Đó. Rồi, em review xong cho anh em lô máy ngày hôm nay. Anh em có nhu cầu mua bất kỳ một con máy nào thì liên hệ số điện thoại 0974643. Bên em ship hàng toàn quốc. Đặt cọc ở bên em ship hàng nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào nha.